Cũng trong chiều nay, tại Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã diễn ra lễ công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, được điều động đến nhận công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng phòng Đầu tư đô thị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, nhiệm kỳ 2021-2026, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Việt, tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng quận ngày càng phát triển vững mạnh.